Chắc cú đợi này. Cố lên, đừng xong rồi bạn Hoa ra nói mấy câu nữa là xong mà. Thôi không nói chuyện nữa, không nói chuyện nữa, nào tượng đài mà nói chuyện được à. Không nói chuyện nữa, các bạn còn lại mặt tươi lên đi nghe. Cái này đang nhăn nhỉ. Vậy thì kia này phải thay quần ra như này.